Xin chào các bạn, đây là tiếp tục phóng sự về chương trình chữ tế đang diễn ra rất là sôi động ha. Giờ mình sẽ đi vòng vòng các khu, mỗi một văn gian hàng, vậy là các bé sẽ được hướng dẫn và tham gia trò chơi. Ở đây là trò chơi gì đây? Vị trí cô đang đứng là quầy ẩm thực, vị trí phía bên này mới là quầy siêu thị không đồng nha. Đây là trò chơi coi như là nhắm mắt đập niêu, mà cải tiến là bịt mắt đập heo, phải không? 1, 2, 3, hay quá. Hay quá, đó là bé được tặng một, cứ đập một cái là được món quà, đập bao nhiêu cái cũng được. Ok, hay quá. Đây là trò gian hàng của bịt mắt đập heo, 5 con heo. Ok, tất cả các bé có quyền di chuyển ở các trò chơi mình thích trước sau cũng được, và mỗi cái trò chơi đều có phần thưởng. Trên mỗi trò chơi chơi đủ hết thì cho chú mượn vòng tay. Đây là cái vòng tay đó, rất là nhiều trò chơi, tổ may mắn, trò chơi 1, trò chơi 2, trò chơi 3, trò chơi siêu thị không đồng ẩm thực. Các con ơi, xếp đúng một hàng thôi, những bạn nào bước qua hàng thứ hai cô sẽ cho xếp hàng lại từ đầu. Đây cái giò, cái vòng rất là dài, là vòng đánh lên mây này, là chúng ta chỉ xếp đúng một hàng thôi. Trò chơi vào chọn siêu thị không đồng với một cái tài khoản nhất định, bé sẽ được chọn rất nhiều món quà của mình. Các tình nguyện viên của hành trình tử tế đang đứng để mà hỗ trợ bất cứ lúc nào. Mấy bé sao một lòng chơi có chừng 20 phút thôi là đứa nào nữa, bé nào bé nói là quà đủ phủ rồi. Và có thể ăn nè, uống nè ha, có chừng gớt nha con, có chừng gớt nha tụi con hả, gớt. Vui không con? Vui không? Gia đình này. Con ăn rồi thông chơi tiếp nha. Wow, quá trời nhiều luôn, giỏi quá. Gian hàng siêu thị không đồng hiện tại đang quá tải, kính nhờ các anh chị. Wow, đẹp quá vậy. Con giỏi quá vậy. Di chuyển một vài bé ở phía cuối sang gian hàng trò chơi hoặc là gian hàng ẩm thực. Đây là tham gia trò chơi hoặc là lấy quà của để quay lại với không đồng. Các bé đang nhận phần ăn trưa, bánh mì sandwich đẹp, thịt và những cái nước giải khát và kem ốc quế ẩm ngon. Ở khu vực này bạn nào chưa chơi bất kỳ trò chơi nào hết, giơ tay cho cô xem với. Xin nhắc lại, bạn nào chưa chơi bất kỳ trò chơi nào hết, giơ tay lên cho cô xem. Không giơ tay là một tí kết quả nha. Rồi, vậy thì tất cả các bạn đã giơ tay vui lòng đi lại như là một cái hội chợ thôi các bạn. Tử tế đang giơ tay ngay lập tức giúp cô. Rồi các bạn vui lòng. Wow, đã quá vậy con. Chơi, con chơi được mấy trò rồi. Các bạn nào vừa từng tham gia trò hả? Chơi nào hết vui lòng thì chuyển qua một con quải cái nào đi với cô. Hai bàn tay luôn. Quải lên cho nó gọn. Rồi, có cái nào nặng quá bỏ vô ba lô bớt rồi gãi lên nha. Ở đây có ba lô nè, bỏ đồ cho ba lô, quải lên cho nó gọn. Các bé ơi, đó giống như bạn á, đó không? Các bé à, nhìn cô nha, nếp vòng qua đây dùng cột, mình chưa cái đường cho các bạn đi ra. Đây là một trò chơi. Mình vị trí đó nhưng mà xếp vòng qua bên này giúp cô. Đúng rồi, mình xếp sau luôn cái bàn. Có nhiều bé là có đồ ăn mà cũng muốn chơi liền, mấy bạn phải di chuyển đột và không được rồi. Đúng rồi. Đây gọi là bắt thăm may mắn. Mình chỉ có một hàng thôi, hàng này vui lòng xếp hàng lại. Bạn nào lớn qua vui lòng xếp hàng lại giúp cô. Sao vậy? Bây giờ các em có rất là nhiều đồ ăn chúng ta đang sử dụng nha. Nào là bọc giấy rồi các đây là bọc, trò chơi là mò vật đón tên. Không có bỏ. Để mình cứ đứng ở đây chút xíu để mình xem một bé tiếp theo thôi. Đón sao nè. Ở đâu có cái sọt cát là mình bỏ vào trong đó. Cái sọt lớn đó. Nhắm mắt. Đổ cái lon nhựa ra rồi để dành cho mấy con đổ rác á. Mấy con bỏ rác vào trong cái sọt lớn luôn. Đấy. Không có bỏ ra ngoài nha. Đổ đi, nó kéo lên rồi. Mình ăn rất là nhiều đồ và rất là nhiều bạn ở đây.
mà chúng ta bỏ rác có kéo lên nha con, mò được rồi, đừng có kéo lên, bỏ rác vào trong sọt rác đàng hoàng. Những gì còn thừa lại nó con bỏ rác vào trong đó đi. Có phải kéo lên này mấy bé sao thì thấy á, bây giờ mình động. Chúng được viên kẹo. Siêu thị không đồng thì rất là nhiều bạn ở đây thì mấy con từ từ thế nào mình cũng có dịp vô một lần nè. Cho nên là bây giờ từ từ nãy giờ bé này chơi vô giờ ta lắm nè. Chơi chút xíu đi ha. Chơi các cái trò chơi khác một chút xíu rồi mình sẽ lại đây. Ok, bây giờ là các rồi như nãy giờ mình đi ngang cũng ba khu trò chơi và khu siêu thị ha. Bây giờ trò chơi đây là trò chơi ném ống gỗ, đơn giản dễ hiểu, để coi là các bé sẽ ném sao trong hay quá hay quá hay quá. Đấy, khi mà các bé chơi trò chơi thì tình nguyện viên sẽ đánh dấu trò chơi. Ok con chơi đi con. Được mấy lần? À, rồi chuẩn bị nghe, tập trung. Chú quay phim nha, một. Ô, giỏi quá. Chúng tôi, tình nguyện viên của hành trình tử tế chỉ mong là gửi hết được tất cả các quà đến được các em. Nên chúng tôi sẽ hỗ trợ nhất hết mình và có cái phần thiên vị nha các bạn. Ok. Hồi nãy giờ con chơi được gì đâu, không thấy đồ quà đâu. Chưa chơi hả? Rồi, con chờ cái quà đâu. Bé đó hồi nãy ở ngoài đợi rất là tội nghiệp ha, không phải học trường ở đây thì mình cũng mời vào luôn, không phân biệt được, không cần phân biệt ở trường Đấu Lăng này, trường thậm chí là mấy bé không có đi học. Được chúng tôi quan nghênh hết. Wow, quà nhiều quá. Con có ăn chưa? Dạ. Ăn đi, chú xíu ngồi chơi, tới chiều còn chơi, còn chơi trò chơi con thu nữa nha. Ồ, đi theo bé này đã thu hoạch xong rồi. Cái bé này đây, thành viên nhí đi từ Cần Thơ. Lãm một tuổi đã vượt với chúng tôi, năm nay là con mấy tuổi rồi? 6 tuổi. Là hành trình này 5 năm là Lãm 6 tuổi đó các bạn. Hôm nay bé Lãm đi chơi với các bạn rất nhiều nha. Để con nhìn. Ê, chào mọi người đi. Ôi, hành trình tử tế. Đây là trò ok, chú cầm cho con ha. Lãng không thích ha, con sử dụng nha. Trò chơi tiếp theo, trò chơi ném vòng vào chai như là trò chơi lô tô miền Tây ha. Thường cái chỗ này là ta hay có ca lô tô theo nè. Giống hệt trò chơi lô tô à. Dạ đúng rồi. Giỏi quá. Dạ, quăng vào vòng thì sẽ có những cái bằng bánh tập bằng viết. Quà của các bé lấy xong rồi để bé. Ô, đây là một trò chơi mà chúng tôi chuẩn bị cũng khá kỹ, đó là người chiếc xe đạp tự cân bằng mà chúng tôi huy động từ tấm lòng của nhà hảo tâm. Một phần như vậy là gồm có một chiếc xe đạp và một cái nón, thậm chí là có những cái bộ phận về bảo vệ tay, bảo vệ chân nữa mà chúng tôi đã chuẩn bị cho các bé tham gia trò chơi này. Đây đó các bạn, để đó. Đây là một trong những trò chơi mà chúng tôi chuẩn bị rất là công phu. Trò chơi này là từ nước ngoài du nhập về. Bữa nay tụi mình được chơi nghe các con. Ok, được kiểm tra tay nào. Đó. Tại vì đây là gọi là trò chơi đua xe đạp tự cân bằng. Chiếc xe đạp này các bạn thấy không?
nó không có bàn đạp. Ở đây đủ hết rồi. Chiếc ghế nó rất là lạ. Nó hoàn toàn không có bàn đạp. Rồi, ai để lên đúng phụ kiện lên xe nào, lên xe nào. Đây, mình sẽ quan sát một vòng của cái lượt này. Ở ngoài có các bé mà mình cũng chưa có mời vô được, để chút xíu mình sẽ tranh thủ mời. Đồ chơi trong đây còn nhiều quà lắm, còn một bao quà nữa. Ok, dòng thứ nhất. Cái này đúng tương như là đó là người thứ nhất. Đó là cách vượt tự cân bằng của các em nương tay ha, thiên vị rất là nhiều và được còn quà. Ok, các em các bé vẫn còn tiếp tục vào khu vực. Ok. Wow, mệt quá. Hồi nãy giờ chúng tôi đã di chuyển. Ok, các bé đã nghỉ ngơi sau khi một cái trận hiệp một với các trò chơi. Bây giờ là khoảng 3 giờ hơn của ngày 15 âm lịch rằm tháng 8. Ok. Thì các tình nguyện viên của chương trình cũng gần thì rất là tích cực, liên tục. Các bé thì nghỉ ngơi đó, sẽ ăn uống sẽ sau đó tiếp tục chiến đấu, còn chúng tôi thì chiến đấu không mệt mỏi đâu. Chuẩn bị nghe, con cười tươi lên nha. Ô đẹp quá, 1, 2. Wow, con ngồi ăn đi. Đấy, cái kem này chảy rồi nè. Cái này của bạn con á. Kêu bạn con ăn nha. Để không ô, đây là cái gian hàng siêu thị đây, siêu thị không động. Tức là các bé sẽ đi vào một lối giống như là quầy siêu thị, sau đó các bé chọn món gì được thì sau đó các bé sẽ đi ra với một túi đồ thêm nữa, với một số điểm. Mình sẽ quay lén vào cái siêu thị nha, đây đồ ăn nên không thấy. Ok, chú quay phim nha. Vui không chú quay phim nè, vui không? Ăn xong rồi lấy cái chai nước, uống nước xong rồi nghỉ mơ rồi chơi tiếp ngon ha. Chiều nay mình đốt lồng đèn nữa nha, có ca nhạc. Chiều nay mình đốt lồng đèn lên đẹp lắm. Đốt lồng đèn, để lồng đèn nhà. Đây lồng đèn chút xíu trong đây sẽ có quà lồng đèn nữa, chút xíu sẽ có. Chút xíu sẽ có nha, chút xíu sẽ có nha. Chút xíu mà các cô chú sẽ con ấy đi, chú đi vòng rồi, con được cái lồng đèn, con giữ con có hai cái lồng đèn. Ngon không? Ngon không? Chú chụp hình con nè, dễ thương quá. Cười đi con. Bạn, chú lấy cái nón lên nó hơi đang coi. Wow, 1, 2, ăn được rồi đây. Cười đi con. Ê mà tao ngồi đây nắng quá vậy. Trời ơi, trông ăn cái cây kìa. Ai cho ngồi hả? Ăn ngon không? Coi chừng con để đồ tí tiền bỏ vô cất nha. Tiền bỏ đem theo tiền. Các bé đó là không có sợ đen gì đâu, các bé ra nắng nồi không à. Ở đây là Châu Lăng mà khu vực này của các bé là cũng rất nhiều cái dân thuộc người dân tộc, hơn 70% người dân tộc ở xã Châu Lăng. Con mệt thì con đeo ba lô này lên nè, bỏ đồ vô ba lô rồi đeo quải bóp rồi cầm ít thôi, cái ba lô quải được đó. Ok, wow. Bây giờ là khoảng
gần 4 giờ rồi.